Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của DG. Trong đại lục đấu khí, Trung Châu nhiều thế lực lớn chiếm giữ, trong đó có câu nói nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc và tứ phương các được truyền lưu rộng rãi. Thế nhưng mà sự thật về phần Viêm Cốc, một trong tam cốc, có lẽ đã bị hiểu lầm rất là nhiều. Bề ngoài, cốc chủ phần Viêm Cốc Đường Chấn là một đấu tôn ngũ tinh. Sức mạnh này dù cũng được coi là cường giả trong Trung Châu, đủ để khiến nhiều thế lực phải khiếp sợ. Và phần Viêm Cốc còn nắm giữ sĩ hỏa xếp hạng thứ 12 trên bảng sĩ hỏa là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Địa vị và ảnh hưởng của họ cũng không hề nhỏ. Thế nhưng so với những thế lực thực sự đỉnh cao của Trung Châu, có vẻ như họ vẫn chưa đủ tầm. Tuy nhiên, nội tình thực sự của phần Viêm Cốc là sự tồn tại của Hỏa Vân Lão Tổ, người đã đạt đến hậu kỳ đấu thánh nhất tinh. Phải biết rằng giữa đấu tôn và đấu thánh là một hố sâu khó có thể vượt qua. Một đấu tôn cường giả có thể xưng bá ở một số nơi nhỏ, thế nhưng ở sân khấu lớn như Trung Châu, chỉ có đấu thánh mới thực sự là trụ cột. Hỏa Vân Lão Tổ với tư cách là sức mạnh ẩn giấu của phần Viêm Cốc có ý nghĩa vô cùng lớn. Trước hết từ góc độ sức mạnh, một đấu thánh hậu kỳ nhất tinh có thể dễ dàng nghiền nát các đấu tôn thông thường, dù là nhiều đấu tôn hợp lực. Trước sức mạnh vô biên và khả năng kiểm soát tinh tế lực lượng thiên địa của đấu thánh cũng chỉ là một chút chống cự mà thôi. Từ góc độ truyền thừa lịch sử, tổ tiên của phần Viêm Cốc từng là một đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Dù ngày nay tổ tiên đã mất, thế nhưng sự tồn tại của Hỏa Vân Lão Tổ như là sự tiếp nối truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ của phần Viêm Cốc. Trong suốt nhiều năm qua, các tiền nhân của phần Viêm Cốc đã để lại nhiều tài nguyên, công pháp, đấu kỹ cho hậu thế, và những thứ này được bảo tồn và truyền thừa dưới sự bảo vệ của Hỏa Vân Lão Tổ. Trong cuộc cạnh tranh giữa các thế lực ở Trung Châu, có Hỏa Vân Lão Tổ tọa trấn, phần Viêm Cốc có thể tự tin hơn rất nhiều. Khi mà đối mặt với những thách thức và đe dọa từ các thế lực khác, chỉ cần Hỏa Vân Lão Tổ xuất hiện, tình thế sẽ lập tức thay đổi. Ví dụ như Băng Hà Cốc dù có hai đấu tôn tọa trấn, với cường giả mạnh nhất là Băng Tôn giả có sức mạnh đấu tôn tứ tinh, cũng như thể chất đặc biệt ách năng độc thể. Thế nhưng trước Hỏa Vân Lão Tổ, tất cả sức mạnh của Băng Hà Cốc chỉ như là những con kiến nhỏ bé. Hơn nữa, sự tồn tại của Hỏa Vân Lão Tổ có giá trị không thể nào đo lường trong việc bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ của phần Viêm Cốc, trong việc hướng dẫn tu luyện, kinh nghiệm và nhận thức của một đấu thánh vô cùng quý hiếm, giúp các đệ tử trẻ của phần Viêm Cốc tránh đi nhiều con đường sai lầm. Trong việc thu thập tài nguyên, với sức mạnh của Hỏa Vân Lão Tổ, phần Viêm Cốc có cơ hội lớn hơn để đạt được những thiên tài địa bảo quý giá truyền thừa cổ xưa. Về mặt chiến lược, khi mà các thế lực khác lập kế hoạch thay đổi cục diện Trung Châu, họ phải tính đến phần Viêm Cốc và Hỏa Vân Lão Tổ. Nếu bỏ qua sức mạnh tiềm ẩn của phần Viêm Cốc, khi xảy ra xung đột hoặc là tranh chấp lợi ích, chắc chắn họ sẽ gặp phải những tổn thất nặng nề. Thêm vào đó, trước sức mạnh hậu kỳ đấu thánh nhất tinh của Hỏa Vân Lão Tổ cũng có tầm quan trọng lớn trên bàn cờ sức mạnh của Trung Châu. Trong các thế lực nổi tiếng của Trung Châu như là Hồn Điện, Đan Tháp, dù mạnh mẽ thế nhưng phần Viêm Cốc với sự tồn tại của Hỏa Vân Lão Tổ vẫn có thể giành được lợi ích và địa vị của mình trong các cuộc đối đầu. Từ bên trong phần Viêm Cốc, khi mà mọi người biết rằng có Hỏa Vân Lão Tổ mạnh mẽ bảo vệ, sự đoàn kết và cảm giác thuộc về sẽ mạnh mẽ hơn. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần Lão Tổ còn, phần Viêm Cốc sẽ không dễ dàng suy tàn và bị người khác bắt nạt. Đối với bên ngoài, khi mà biết rằng thực lực thực sự của phần Viêm Cốc không chỉ là Đường Chấn đấu tôn ngũ tinh, mà còn có Hỏa Vân Lão Tổ hậu kỳ đấu thánh nhất tinh ẩn giấu, thái độ và chiến lược của các thế lực khác chắc chắn sẽ thay đổi lớn. Những thế lực từng nhắm vào phần Viêm Cốc sẽ phải cân nhắc lại sức mạnh của chính mình. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.